cơ tàn đơn xe khó thắng ba tốt cao thế cờ chính để ba tốt cao thủ một xe có hai loại loại thứ nhất như hình trên ba tốt tập trung một chỗ đồng thời có hai tốt trồng lên nhau tướng đi nước nhàn khi tướng bị cầm chân sẽ đi tốt một tốt phía trước sẽ di chuyển theo tướng